Em gái lãnh đạo Triều Tiên phủ nhận trao đổi vũ khí với Nga. Kim Jong-jong, người chị quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một lần nữa phủ nhận việc trao đổi vũ khí với Nga, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Sáu. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc này, như năm ngoái tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ quân sự. Mối quan hệ giữa hai nước đã được củng cố đáng kể sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới vùng viễn đông của Nga vào tháng 9 và hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Kim Jong-jong cho biết lý thuyết về thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga được tạo nên từ định kiến và hư cấu là lý thuyết ngớ ngẩn nhất, không đáng được bất kỳ ai đánh giá hay giải thích. Theo KCNA trích dẫn thông cáo báo chí của cô, gọi đó là sai lầm. Tin đồn lan truyền bởi các thế lực thù địch của nó. Bà Kim Jong-jong nói thêm rằng việc Triều Tiên phát triển vũ khí không nhằm mục đích xuất khẩu mà nhằm mục đích phòng thủ trước Hàn Quốc. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc xung đột từ năm 1950 đến 1953 của họ kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước. Ngày 17 tháng 5, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ có thể đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu hai nước này tiến hành cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do Ulchi, UFS, vào tháng 8 tới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA, UFS là một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chống Bình Nhưỡng, trong đó sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại, bao gồm cả tài sản chiến lược hạt nhân. Tháng 12 năm 2023, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiến hành diễn tập mô phỏng việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân và kết hợp nội dung diễn tập đó với UFS. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nước kết hợp các nội dung tập trận này. Trong một thông điệp khác được KCNA đăng tải cùng ngày 17 tháng 5, Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung trên không của Hàn Quốc và Mỹ ngày 16 tháng 5 có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình. Cuộc tập trận này được tiến hành ở miền Trung Hàn Quốc, trong đó hai chiếc F-35A của Hàn Quốc và hai chiếc F-22 Raptor của Mỹ được triển khai. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ và nhằm ngăn chặn chiến tranh. Em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Kim Jong-jong, cho biết nước này sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự mạnh nhất và áp đảo để bảo vệ chủ quyền và hòa bình khu vực. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đưa tin hôm thứ Tư, 24 tháng 4. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự mạnh mẽ và áp đảo nhất để bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình khu vực, độc giả KRT dẫn lời bà nói. Bà Kim Jong-jong cho biết một loạt cuộc tập trận của quân đội Mỹ trong khu vực trong năm nay bắt đầu bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật được thực hiện với, đang đẩy môi trường an ninh khu vực vào tình trạng hỗn loạn nguy hiểm. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận với quy mô và cường độ lớn hơn trong những tháng gần đây, theo cam kết của lãnh đạo hai nước nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng quân sự trước các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên. Mỹ xây dựng bến tàu ở Gaza để cố gắng tăng cường viện trợ cho vùng đất đói khát. Mỹ hôm thứ Năm ngày 16 tháng 5 đã neo một bến tàu nổi tạm thời vào một bãi biển ở Gaza để tăng cường vận chuyển viện trợ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố kế hoạch xây dựng bến tàu vào tháng 3 khi các quan chức viện trợ kêu gọi Israel cải thiện khả năng tiếp cận hàng cứu trợ vào Gaza bằng các tuyến đường bộ. Bằng cách mở tuyến đường vận chuyển viện trợ bằng đường biển, Mỹ hy vọng sẽ chống lại cuộc khủng hoảng nhân đạo khiến hàng trăm nghìn người có nguy cơ phải chịu nạn đói. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng việc cung cấp viện trợ bằng đường bộ là phương pháp khả thi, hiệu quả và hiệu quả nhất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết tình hình nhân đạo ở Gaza tiếp tục xấu đi và kêu gọi Israel cho phép tiếp cận lâu dài viện trợ qua các phần phía nam và phía bắc của vùng đất này. Reuters đã có thể xác nhận vị trí là bờ biển Gaza từ cách bố trí địa hình khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực. The purpose of this temporary pier is to deliver critical humanitarian assistance to the Palestinian people. The pier is temporary and not meant to replace land routes into Gaza. And last, this is an internationally backed effort coordinated with the United Nations. The U.S. military is merely providing the logistical support to enable humanitarian aid to flow into Gaza from the sea. For weeks, we have been working side by side with the USAID team, the Cypriots, the Israelis, and the United Nations to increase the flow of humanitarian assistance into Gaza.